Buổi chiều ngồi câu cá nhìn không như không gió đã hả? Đột ông bấm bên dục trà, không dục nhanh chạy thì là nữa chứ. Cái cần nó dính cái cây hay gì đó, dịch là dính cái cây đó, thấy không, biết lắm mà, nói như thằng luôn, để cái đó không dính cây sao được, dịch đứt lưỡi thay lưỡi khác. Mỗi bữa là thấy nó nổi nhiều lắm, tao nó không thấy ha. Cá lội lên tim, nó lên tim ù ụp. Đi selfie. Camera gánh còng lưng. Tối nhà đi làm đẹp không à? Đi câu cá mà người lo chụp hình, cái cần câu lôi mất cá mất tiêu rồi cả. Cá lôi mất tiêu con. Làm đẹp đi, lo làm đẹp đi. Làm đẹp ngồi cá mê lên ăn. Nhìn nhận không có miếng chắc nào mà của người Lâm Đồng hết chứ. Người Lâm Đồng ta đâu có hiểu điệu với gì ta. Cái này chắc chắc là nguyên cái thôn chắc đựng người mộng. Dân Lâm Đồng ta đi gần đi là gãy gì lắm, đi câu cá cũng mệt. Dính người dài cái tí xíu, gỡ cũng lâu. Thôi. Dân này dân còn hơn dân Sài Gòn nữa, dân thành phố nữa. Dân Lâm Đồng. Dùng câu xuống câu đây chứ đưa nữa. Cá nó ụt quá trời kìa, không lấy câu không dính. Câu cá toàn chụp hình rồi chui vô đống cây khô này nè, chụp cho chui trong đó đó hả, mắc cái gì Twitter của chơi Twitter thì hả, chính của cái chị để xuống rồi nhảy ngồi lâu câu cá to nè, nó móc vô có cái cọng câu. Dạ. Ý. Đừng có quẩy nó, quẩy thôi nó lại nè. Trời ơi. Con cá này bị mù bị nhuận câu dính. Nhớ xin câu dính cá to. Chung cá trê, cá này lấy không ta? Lấy luôn hả? Cá này lấy là nướng. Nhớ dính hay thì chứ dính có cái cọng câu không. Trời, dính cọng câu cũng dính. Con này đâu phải nó ăn mồi đâu. Nó bơi ngang nó bị móc. Dai gì vậy? Gâu này dai gì? Nhìn là đúng chuẩn là đi dã ngoại đi picnic mà. Câu cá nằm dựa như nàng tiên cá vậy đó.
ngầu mà dính được cá chê dính mắt con gâu, cá lộn ngang mắt vô con gâu dính cá cá không ăn tại con kia nãy tại nó lội ngang dính chứ phải cá nó ăn câu đâu dính cọng câu quá vậy. Đúng năm cao là ta rụt ký thôi. Về trời sắp mưa tới luôn xíu về luôn giờ này mát đã ha, có cái hồ gần nhà rồi tối ra ngồi câu cá sướng Henry bị cái sáng wow nhuần mình tơi họ ẻ ta họ đùm ta họ câu cá họ tha rải cá họ bơ bơ lên nhuần đấy bên có ba nhà cứ đi về cũng khó khăn ai học sinh giỏi nhất từng rồi. Okay.